Hiện tại thì Quân đang có mặt ở xã Đức Tân của chú anh chị. Ở cái khu vực này thì nguyên một cái vườn ổi luôn. Ở dưới thì bị khô rồi cô chú anh chị, không còn một miếng nước luôn. Và ổi ở đây thì Quân thấy hiện tại thì đã bị chết cây hết rồi. Hầu như là nguyên một cái vườn ổi này hiện tại là giờ là chết sạch luôn, không còn sự sống luôn. Cô chú anh chị thấy là những cái trái ổi này đang ra trái, đang chuẩn bị chín để thu hoạch luôn, nhưng mà cũng đều bị héo hết luôn rồi, hư luôn. Nguyên một vườn ổi luôn cô chú anh chị. Thanh long của chú anh chị hiện tại thì cũng đã bị chết sạch luôn rồi nè. À, như là ở khu vực này những cái cây trồng là đều không có còn cái sự sống của chú anh chị. Tại vì cô chú anh chị thấy ở những cái dưới đất mà nắng thì rất là đất luôn, khô đến nỗi mà đất thành như kiểu như cục đá luôn cô chú anh chị, nhìn rất là cứng luôn á, đất có thể bị nứt. Mà người ta đem nước xuống cho là người dân mình giành giật vậy luôn, giành giật dữ lắm luôn á anh ơi. Ở trong đây tụi em đâu có miếng nào đâu. Dạ. À, chỉ là tắm nước mặn thì đổi nước bình uống á, rồi nấu ăn à, tiện à, tặng hay có xài nước mặn không vậy đó. Trời ơi, tao nói à, đập thao bể tùm lum rồi lộ em thấy. Ghê vậy? Em cũng không có dám ra luôn nữa. Dạ, người nào tới trước lấy được, người thứ sau không được thì vẫn đập uống hả? Dạ. Kiểu như ấy quá, không có miếng nước nào xài á, anh con cái người ta khóc la. Như có nguồn nước người ta mừng quá. Kiểu dạ, như có nước mới bữa đầu tiên á, mừng dữ lắm. Xích xôn hết nồi ra đập hả? Nên kiểu như thí dụ như người người trước người hơn, sau. Cái người sau chờ lâu quá ghét giận đập đồ luôn. Rồi đập luôn. Dạ. Nghe lộn răng rồi ăn đất. Dạ, Quân mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Hiện tại thì Quân đang có mặt ở ấp Bình Hòa, xã Phước Tân, Tân Trụ, Long An. Hiện tại thì cũng là một cái điểm hiện tại đang rất là nóng ở cái khu vực của huyện Tân Trụ, Long An cô chú anh chị. Thì Quân được biết cô chú anh chị đây chia sẻ là ở cái địa phương ở đây hiện tại là không còn nước ngọt để sử dụng luôn cô chú anh chị, và cái thời gian thì hiện tại kéo dài cũng khá là lâu rồi. Khi mà đứng trước những cái ngôi nhà, một cái đìa và một cái sông cái rất là lớn luôn, nhưng mà người dân ở đây không có sử dụng được cái nguồn nước sông, phải nhờ những cây nước ngọt, nhưng mà nước ngọt thì hiện tại giờ thì không có chảy, và còn ở đây thì không có còn nước để sinh hoạt. Ở đây thì Quân thấy nhà của cô chú ở đây nè, cạnh một cái sông cái rất là lớn luôn, nhưng mà cũng đã bị nhiễm mặn rồi, không có còn mà lấy nước để sinh hoạt cũng như là tắm rửa hay là tắm giặt gì cô chú anh chị. Như là Quân thấy ở đây anh có thủ hai cái bình, cái những cái can này 30 lít này cô chú anh chị, có thể là đồ dùng của anh để anh đi lấy nước ở những cái nơi khác người ta cho để lấy đi về để sinh hoạt. Khu đây thì Quân thấy hình như là cạn luôn rồi nè. Khu vực này Quân thấy cạn luôn. Còn phía ở ngoài thì nguyên một cái sông cái rất là lớn luôn. Ủa anh, cái anh thấy đây như mình hai cái bình để đi lấy nước hay gì vậy? Dạ đúng rồi, ba bốn cái. Ba bốn cái luôn hả? Dạ, em mua chở nước xài á, chở mà mấy cái số chở nó. Dạ. Mà chỉ nó chở gặp nó mặn nữa chứ cũng là, không phải là nó ngọt nữa. Dạ. Bỏ lâu quá chứ xài ba cái nước xong á. Dạ. Nhà nào cũng có can luôn đó. Vậy là khu vực mình đây là giờ là nhà nào cũng thiếu nước luôn anh. Nói chung là nhà nào cái ấp ở đây mà đỡ nghe, chứ cái khu trong này nó không nước, nó xài nó còn tệ hại hơn nữa, nó chỉ mới chảy được hôm qua hôm kia nhà được một bữa một rồi nữa. Đi vô trong là không có nước luôn anh. Vô trong này nước đê đóng cống ở trong mà chết khô. Rồi rồi. Thấy ở đây em chỉ chén rồi, giờ còn muốn nó xong được ở trong gặp kinh đóng nữa. À, người ta nuôi vịt nuôi gà xả xuống đang cạnh nó ra kênh trước cửa đang cạnh giờ xả không được. Dạ. Mấy ông xả mới vô sẽ buộc phải xả cống bơm kia mà chút cống mình thay nước không, chứ giờ dân trồng không có nước nó mặn quá. Ồ, ở đây em thấy là cây mai anh trồng ở trên chậu mà nó cũng muốn chết luôn. Nó chết luôn, nó không có nước tới tới nó mặn chết luôn, chứ giờ không tới được cũng cháy cũng chết rồi mà không tới được cũng chết mà tới cũng chết. Dạ đúng rồi, nó mất ăn ngoài rụng ra đó mà.
Mà mít mít rụng lá luôn ha. Chết luôn mà, nhiễm mặn chết rồi đó, bạn chết rồi từ từ. Cái đó là tự nó hút nước mặn lên đó hả? Dạ, mà nó hút nước mặn lên. Là do cái nguồn nước mặn năm nay là nó nhiễm mặn nặng hay sao? Dạ, nhiễm mặn, cái thùng nhôm của em mà rửa mà để khô rửa mấy lần là nó rỗng ngọt. Trời ơi. Nói gì nghe thấy ghê vậy? Ừ, cái thùng á. Thuốc. Giờ bà con mình đây xài nước ở đâu? Em mấy số chạy nó mới có nước cái giếng cũ hồi xưa giờ khoan đây mấy chục năm mà. À. Rồi xả người chở can hay can vậy về chứ... xài đủ ngày cho mấy nhỏ tắm mà chứ mình đến tắm nước mặn còn được. Chính quyền ta mới phục hồi cái giếng nước đó là để cho dân xài đỡ. Dạ đúng rồi. Rồi à, khu vực mình đây là có xe rồi vô cho không? Có mà nó vô mất ngoài hậu mà mình vô trong này cũng đâu có hai đâu ngoài hai đấy đó mà. À. Gần đầu giới ngoài bến phà đó. Dạ. Gần đó người ta dân tới còn mình trong hốc này như ở trong khu này trong đê là biết như nhà dân nó có ai xe có nước nào xài đâu. À, nói chung đây trong đây là không có hai cái nước về không hai. Dạ đúng rồi, không phải thay nhịn xuống mấy giờ trong này đâu biết. À. Đó, thằng đi mừng hồ, thằng thì đi bán, buôn bán rồi đâu có nhà đâu mà có thời gian. Những cái bồn này là anh chứa nước gì? Em chở trên giếng rồi, chở nắm về em đổ vô đó. À cái giếng này là nãy mình gặp không ta? Ở giếng mị mị trên kia. À. Giếng xa mà, mấy số à. À, nghe nói là nước ở giếng đó cũng nhiễm mặn mà. Đúng rồi, nhiễm mặn về xài đỡ thôi chứ giờ anh chịu tắm cho nhỏ gái kìa chứ tắm xong nó khóc quá trời nữa đó. Chịu không nổi hả? Dạ chịu không nổi anh nó nước gì rít quá không? Dạ tắm lên rồi chút viên gãy hòm không. À, nước giếng thì dạ. Mình mà cái đó nó bị nhiễm mặn nhưng mà cũng phải cố gắng xài còn cái nước sông dạ. nó quá mặn nó quá rít đi chịu không nổi. Mà em mình tưới đó thấy nó chết rồi à, đúng rồi. Mất ngoài y chang luôn. Các anh dẫn em với anh Phú ra ngoài cái khu vườn anh tưới cái nước mặn á cho cô chú anh chị xem kênh á. Tại vì nhiều cô chú anh chị á ở xa á, thấy mình ở sống gần cái con những cái con kênh nè, khi mà mình nói mà bị nhiễm mặn hay là không có nước sinh hoạt á thì nhiều người sẽ nói là không có tin. Dạ. Đi đường nào đó đó. Giờ cô chú anh chị theo Quân với lại anh Phú với lại anh thì đi ra ngoài khu vườn mà anh sử dụng nước ngập mặn của chú anh chị. Nước mặn anh phải đi xuống Long An xin nước về anh sử dụng luôn hả? Trời ơi. Dạ. Rồi, ở khu vực ngay đây ngay cặp sông luôn mà không xài nước được của chú anh chị. Cá mà nổ mắt luôn hả anh? Thôi thôi. Thôi mà mới mấy ngày rồi mình xuống vậy nè. Ồ, cái này là mới mấy ngày nay rồi là nước nhiễm mặn. Này thấm vài bữa nữa nó chết nó đụng cái đó mà. Ồ, vàng lá hết luôn. Nó vàng lá đỏ lá giáo rồi coi chú gì. Cá nuôi mà nước mặn vô nó nhiễm mặn là nổ mắt luôn. Thua rồi. Kinh thì nước nó đang cảnh nào có nước mà để giữ chén nữa. À, giờ giúp mình đi qua bản được không? Dạ, nên đầu cầu nước qua đây đó nè, có đầu cầu đó nè. Ồ, trời đó, ơi, cái mít đang đậu trái luôn nè. Đang mới trái mới đậu mùa nè. Khô hết luôn rồi. Khô hết rồi. Nó mới có mấy ngày vài bữa nữa là này chừng 10 bữa nữa anh chết, nó khô cây nè. Nó khô mủ rồi lên không à. Đúng rồi, nó khô mủ rồi. Quá trời. Khô lại con này đứt sạch đó. Vàng đó. Cái gì mới có chừng nữa tháng 10 bữa nữa tháng 2 mới vậy đó. Cái đâu? Đỏ lá đâu nó đỏ ngoài để nãy vô. Thì phải nó thấy nó đỏ vàng mà nó đụng anh chết luôn á, chết cây á. Nguyên một vàng mít này hư ráo rồi. Hư ráo rồi. Này là do bị ảnh hưởng mặn. Dạ đúng rồi, nước mặn. Là mình thấy nó khô quá vậy, không có nước thì mình chịu không nổi mà lấy nước ngập mặn mình tưới đỡ luôn anh. Tưới rồi, anh chết luôn. Bơm hầm em chưa tưới thì nó còn đỡ. Rồi em thấy nó khô quá hơi vàng vàng cái em kéo ông tưa em xịt lên rồi chết luôn. Xịt lên có 2 bữa à, trái vậy. Rồi mới 2 bữa mà khô đúng vậy nè. Nó đụng nhiều lắm mà thấy nó tàn ngoài khô đó nè. Dạ. Để một liệu đó. Là cái nhánh này mấy bữa trước là nó sống. Ừ, không sống á, 10 bữa trước ăn còn sống á. Rồi rồi. Nên nó thấy nó vậy đi trời. Rồi nhanh vậy. Luôn. Nước mặn rồi nó chết thân chết da. Ờ, sao nhanh như vậy? Chết mẹ đâu. Thì cô chú chị xem là những cái nhánh này là anh nói là còn sống, sống 10 ngày trước còn sống rồi. Giờ nó chết khô luôn. Trời ơi. Tưởng là thì mất là 10 ngày nữa là xong hết đâu còn cái nào đâu. Cô chú anh chị xem này thành cây khô luôn.
Vậy anh thấy anh tiếc quá, anh lấy dao anh cắt. Dạ đúng rồi, em chặt cho em bớt nuôi nổi không mà cũng chết anh ơi. Cái này tự nhiên giữa những mục nổi một thân đó, mục đó. Rồi nè, cái này nó còn cái này mục đó rồi. Này còn cùi cái đỡ thôi chứ này chừng 10 bữa nữa rỉa hết đàm chứ là 10 bữa nữa. Trời ơi, này, như mấy cái này bơm mấy hổm giá còn này anh thấy một nữa. Cái này là mới đầu tiên cái vụ đầu luôn hả anh? Dạ mới vụ đầu đó là đâu có. Trời ơi. Anh thấy không? Ok luôn. Cái bự này giờ nó mục vậy đây anh giống còn gì đâu. Này mấy nhánh này mới ổn còn sống không nè. Anh thấy mục vậy. Ôi giời, nhanh dữ thật. Đúng rồi, nó mặn lên nó chết rồi, nó chết trong thân chết da. Bỏ tay. Hôm nay hết nó nổi rồi. Này thua rồi nè, vẫn mấy chấm non nó tèo thế giờ mà. Bỏ không chứ đâu có làm lại đâu. Hư mít rồi, nó đang ấy rồi, cái tưới nước rồi, cái trái nó hư trái rồi, nó đâu bự nữa đâu. Cái phát triển rồi. Cái ao này anh nuôi cá nhiều không? Nhiều, cá giò luôn rồi, nó nổ mắt, chết mẹ quá ráo. Ờ. Cá giò mà nổ mắt luôn hả anh? Dạ. Nhiều, nhiều không anh nuôi nhiều không? Nó thả cá con mấy triệu tiền cá. Trời ơi. Rồi năm nay mà nổ mắt nay trong gieo nó gặm thấy cá nào đâu không mập đã. Mấy triệu tiền cá con luôn á mà giờ không còn gì luôn. Không còn chết, nó chết đàn chết ngọn đó rồi. Về phải vớt dụng chứ. Dạ đúng rồi. Chứ để thú chịu gì nói. Đúng rồi, nó chết rồi cái nó nổi rồi em vớt dụng con dây mới xong. Quá trời. Còn cá ní một hai con. Ở đây ẩm dân đây ta cũng cá rồi chết nhiều cũng chết lắm. Ở đây nói chung là giờ nuôi là nó chết sạch hết. Dạ đúng rồi. Giờ thấy chỉ còn một hai con lòi. Không còn cảnh nào cả ở dân năm nay đó. Đây đó. Hồi đó giờ là ở đây mình có bị vậy không? Có, nay có mười mấy năm trước thì nó có, mà nó cũng có nước xài, có năm nay sao kỳ, năm nay bức nước. Chứ mấy năm trước thì cũng mặn, thì có mặn nhưng mà cũng có nước cho dân nó xài. Nay lâu mau rồi anh, nay lâu mau mà không có nước. Gần 2 tháng có. Ồ, gần 2 tháng. Thì nước phải đi chở từ can vậy? Đấy, mà chở từ can ra, còn xe bồn xuống ngoài thì dân trong này người ta đâu có hay đâu. Gấp đi mần mụn mà giữa trưa anh xuống xe bồn xuống ổng ngoài chợ đó. Anh nói là anh từ ở dưới Long An để anh xin nước về. Đúng luôn hả? Em ổng bán trên Long An á, em theo mấy ca nó đó em chở nó chở về luôn á. Trời ơi. Chứ về không có nước, đôi khi người ta hứng mẹ đó rồi không có nhỏ gái em nó khóc. Dạ. Nó nhỏ nã. Đi bán rồi đem theo ca thôi về sẵn về chở luôn. Đúng rồi. Là ngày nào cũng vậy hết. Dạ, phi rồi đem bộ bộ xe đó thôi chưa về sẵn chiến chở về luôn. Chung anh thì nó cũng còn cái có điều kiện hơn những người gần đây là anh có thể bị gì anh đi bán. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngặt cái là do nước mặt mặn ba cái đồ anh trồng với lại cá nuôi đồ là hư ở đâu đó. Đó. Nhiều không đặt gạt cơm không nổi chiều giải miếng mồi xuống là nó nổi đặt gạt dành ăn luôn hôm nay mà người ta đem nước xuống cho là người dân mình giành giật vậy luôn giành giật dữ lắm luôn á anh ơi. Ở trong đây tụi em đâu có miếng nào đâu. Dạ. À, chỉ là tắm nước mặn thì đổi nước bình uống á. Rồi nấu ăn à, hà tiện hà tặng hai cái xài nước mặn không vậy đó. Cũng may là anh chị đi bán rồi chở về được, còn bà con đây thì giờ không có cái chỗ mà để đi lấy đó. Dạ. Giờ phải ra giành giật. Dạ. Đúng rồi, giành giật. Trời ơi, mày không đập sao. Trời ơi, tao nói hả, đập thao bể tùm lum rồi lộ em thấy. Ý ghê vậy. Em cũng không có dám ra mà luôn nữa. Là người nào tới trước lấy được, người tới sau không được là giành. Dạ. Đập luôn hả? Dạ. Trời ơi. Kiểu như ấy quá, không có miếng nước nào xài á, anh con cái người ta khóc la. Kiểu như có nguồn nước người ta mừng quá. Kiểu dạng như có nước mới bữa đầu tiên á, mừng dữ lắm. Xách son hết nồi ra đập hả? Kiểu như thí dụ như người người trước người sau. Cái người sau chờ lâu quá ghét giận đập đồ luôn. Rồi. Đập luôn. Dạ. Nghe lộn răng rồi răng đất. Giờ bữa nay ngoài xuống nước là cũng ổn chưa chị, nghe có ổn chưa? Em thấy thì chắc cũng tạm ổn rồi đó. À. Nhưng mà chắc cũng còn thiếu dài anh ơi, cũng đâu có đủ đâu. Dạ, tại tình hình này nó kéo dài lâu. Dạ. Nói chung giờ nước là xe xuống là bà con sẽ lấy hết. Bị dạ lấy hết, không có, nói chung là lấy là những cái người già đó không có đi làm được á, là ở nhà ta mới canh nước được, còn như dạ. Tụi em là vô phương, không có canh được miếng nào. Dạ. Á. Bây giờ thiếu nước là chú nói nãy là tổng cộng của chú là bao nhiêu con? 1000 con mà bây giờ còn dạ, trời đất ơi, cá luôn nó chết, nó nổi đầu luôn, nó mặn quá đó, đúng, nó có chết luôn. Cá thì không nói gì, giật mình đây là người ta đây là trâu bò heo của người ta. Tụi ngồi đây, tụi ngồi đây. Đây là chăn nuôi bây giờ là bó tay luôn hả chú? Chăn nuôi giờ thua đó, ai lộn là chết đó, không đi chở nước. Anh nuôi có 3 con vịt mà nó bự rồi mà nó không có ký luôn à. Dựng ký giữa con rồi. Không mà kêu 1000 mấy trăm vịt chim nước mặn không đẻ luôn. Không có đẻ luôn rồi thiệt hại kinh tế rất là nặng luôn. Thiệt hại rất nặng luôn, cúp nước vậy là thiệt hại nặng lắm. Dạ.
Giờ nói chung bây giờ ở bên con cũng thiếu nước rất là trầm trọng luôn. Tôi quay về nè, cô bà con cô bán nào đó có đem nước lại đó, chở những cái xe nước nghĩa tình đó, họ đem lại ủng hộ cho bà con được không? Chứ con cũng có coi thông tin là bên đây là nghe nói là nước thì cũng nghiêm trọng. Giờ dịch của chú gần nẻ chưa? Người đang rất hộp á. Dạ, chú nay nhiêu tuổi rồi? Nay 65 rồi. 65 rồi, chú tên gì? Bình Hòa. À, ở đây là ấp... ấp Bình Hòa. Ấp Bình Hòa. Xã Đức Tân. Xã Đức Tân, huyện Tân Trụ. Giờ chăn nuôi là thua. Bà con công an bây giờ khổ quá trời, giờ chăn nuôi là thiệt hại luôn, cầm tại như không biết được. Bảy à, 700 con bây giờ còn 500 cái gì là nó mất 200 mấy rồi và lịch chim đó là 200 con bây giờ còn có trăm mấy à. Nước là đứng ngay rồi cứ đổ vô đây nè. Sắp vừa nó đó đó. Bây giờ nó gần nẻ rồi, giờ chỉ có xin đó hả? Có. Nếu mà như mà cái tỷ lệ vậy, nếu mà nó rớt hột là đạt không? À, tình hình nước thì chắc không đạt đâu. Không đạt thì lỗ nữa. Lỗ chứ không có lời đâu. Rớt rồi con thì thấy lỗ rồi. Bây giờ hy vọng là cái số mình giữ được cái tỷ lệ này để giữ vốn rồi. À, cho giữ vốn để tái sản xuất lại. Dạ, cho cái đợt trứng sau chứ giờ sao rồi. Chờ cho mưa thôi, bây giờ hết trong nhà nước rồi. Để giữ trong trời thôi. Bây giờ chăn nuôi thì bó tay rồi, bây giờ khắp nơi luôn á, giờ cái người ta là uống còn không có luôn. Dưới Gò Công hiện tại bây giờ là đồng khô cỏ trái, đồ ta trồng là xương sạch. Không, ở dưới Gò Công thì mình phải chấp nhận đi, còn ở đây đâu có thiếu nước. Ở đây nhưng mà mình nước mặn. Không, giếng khoan có nước đâu có thiếu. À. Giếng khoan đây đâu có thiếu nước. Nhưng đâu. Mà do giờ là cái nguồn nước mặn nó xâm nhập đó, rồi giờ là nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng luôn á, thành ra nó thiếu nước rất là nhiều luôn. Cái vùng nào thiếu nước, cái vùng này thiếu vô lý đó. Tại vì khoan giếng là có nước. Còn giếng có nước. Mà đâu cho dân khoan. À. Mà bây giờ kêu dân khoan không có tiền khoan nữa, mấy chục triệu cái giếng tiền đâu khoan. À. Con cảm ơn chú. Ở những cái khu vực ở đây cô chú anh chị, cái những cái vuông tôm, những cái ao tôm của bà con ở Tân Trụ nè, hiện tại thì nước bị ngập mặn, không có còn mà nuôi tôm được. Hạn hán thì kéo dài, cái vuông tôm này thì con thấy khu vực ở đây thì đều bị khô cằn luôn cô chú anh chị, rất là khô luôn. Đất thì bị nứt nẻ luôn. Ở đây chiều mà ra đá banh là được luôn cô chú anh chị, rất là khô luôn. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên tuyến đường của Đức Tân và Tân Trụ Long An của chú anh chị. Hiện tại thì cái khu vực này theo video Đại Dương Quân có chia sẻ thì cây cối và cá thì hiện tại bị chết, những cái vuông tôm thì bị khô và nước bị ngập mặn. Đây người dân không có còn mà sử dụng cũng như là không có còn để sinh hoạt được của chú anh chị. Hầu như là những cái vuông tôm ở đây là Quân thấy bà con đều bỏ luôn. Trong cái khoảng thời gian này là bà con đều bỏ hết luôn. Nếu mà nước bị nhiễm mặn mà vào bên trong những cái nơi này của chú anh chị thì sẽ bị ảnh hưởng đến những cái con giống người ta nuôi của chú anh chị, rất là nguy hiểm luôn. Hiện tại thì cũng thấy khu vực này đang bị bỏ trống luôn, không có còn nuôi nữa. Hai bên đường thì cỏ cái cây nó nắng nóng, hiện tại thì nó rất là nóng luôn. Chị thấy là những cái vuông tôm ở đây đều bỏ luôn. Rồi con thấy nguyên cái vuông tôm này hiện tại nó bị khô cằn luôn cô chú anh chị, hình như là bị nhiễm mặn. Giờ người dân ở đây người ta không có nuôi được, người ta phải bỏ luôn.
ở bên khu vực này luôn. Ba ống bữa cũng có nước xài. Dạ, khu vực này của chú thì có nước yếu. Yếu, nước yếu. Nhưng mà cái chỗ khác là bà con thiếu nghiêm trọng luôn hả? Ừ, như ta nằm sâu xuống cạnh sâu với nước không chảy. Dạ. Ở trên đây thì có chảy. Hồi nãy là con đi xuống dưới là không có nước luôn. Ừ. Dạ. Có queo luôn á. Dạ. Người ta sử dụng nước sông không á, mặn chát hả? Ừ, bởi phải hồi đó phải đẩy hai cái giếng này đẩy lại thì được. Dạ. Rồi xét làm sao mà còn đẩy được cái giếng này cuối cùng chứ không thôi là chết dân hết. Bị triệt việc này đặng cho đi xài nước sạch. Dạ. Giờ mà xài nước sạch thì giờ nó không đủ. Dạ. Giờ người ta thiếu nước là lên đây ta mở người ta ấy nè. Dạ. Bây giờ là phải chịu bắt buộc là phải xài cái giếng này. Ừ, phải xài. Dạ. Để cái giếng nằm ngay trường học kêu đập đó. Dạ. Phải đẩy đó thì chăm vô cho bà con ta xài được. Tháng nắng này đâu có đủ. Dạ. Nước đâu, sạch. Dạ. Đâu có đủ nước đâu. Thì bây giờ bà con ở trong đê bao đó là kêu trời đó không có. Ừ. Người nuôi dịch và không có nước uống luôn. Ừ, bởi vậy cả ngàn dịch không có nước uống, giờ dịch tới chết luôn. Giờ chơi cái màn vậy. Dạ. Độc quyền quá là chết, phải để đây thôi. Thủ mấy cái này thì nó cũng đỡ, phải không? Dạ. Xong thì triệt cái giếng dưới nó còn xài được, kêu đập bỏ. Phải xài nước này giờ nó không có đủ nước. Là cũng như bỏ những cái cây nước mà bị ngập mặn, nước mặn là mình bỏ hết, xài cái cây nước ngọt, nhưng mà hiện tại giờ nước ngọt thì không có chịu nước được. Nước ngọt giờ không cung cấp đủ. Dạ. Thì không đủ. Dạ, mình phải mở được lại cái cây nước mặn này để xài đỡ hơn chú. Thì có giờ còn có cây này nè. Dạ. Ba cây, hai cây chảnh bị đập bỏ. Một cây chảnh với cây dưới này bị đập bỏ, giờ còn cuối cùng giờ còn cây này. Dạ. Nếu mà cây này mà đập bỏ luôn là hiện tại giờ không còn nước luôn. Không còn nước. Cái tình trạng này mình lâu chưa bác? Mới năm nay nè, dữ nè. Dạ, là năm nay. Năm nay bị nắng. Dạ. Nắng nhiều nè. Nắng nhiều quá rồi phải. Tôi thấy những cái khu cái vuông tôm ở đây bà con có những cái vuông không có có còn nuôi luôn á bác. Ừ, bởi vậy. Thành ra vậy. Dạ. Tôi thấy ở đây để chữ là lấy nước nhớ bỏ tiền là sao bác? Thì cũng như cái người mà không có bỏ tiền vô á, là nhằm khi người ta không có cung cấp lấy tiền đó là cung cấp ba cái điện này nè. Dạ. Điện nó đưa qua cái lọc nè. Cũng như mình phụ hờ á ha. Phụ trong đó đặng cho người ta tới chừng tới tháng người ta khui ra ta đủ đóng điện. Dạ. Còn như mình lấy nước thì cũng như lấy nước sạch mà lấy không mà không có cung cấp qua được đủ đóng tiền điện, người ta phải đẩy cái bảng vậy. Dạ, nhờ bà con đây lấy nước thì nhớ phụ tiền ha. À. Dạ. Dạ, cảm ơn bác nhiều nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, thấy nắng quá trời luôn bác ơi. Ừ, mà nắng thì phải dán làm chứ. Dạ. Dạ. Dạ, thôi buổi giờ không làm là không phương pháp nào mà sống nổi. Dạ. Phải làm mới có. Mà công nhận năm nay trời nắng nóng gắt thiệt luôn á. Gắt chịu không nổi luôn á. Ai yếu mình là dân gắt thì cháu. Dạ. Dạ, cái này bác lấy về làm gì đâu uống này đâu. Nó muốn qua cái bồn lọc đó. Dạ. Qua bồn lọc uống đỡ được, uống được. Uống được không? Qua bồn lọc trời ơi. Xe về có bữa hả? Qua có xe cho chứ nãy đã chứ có bữa đứng được mà thò với hứng. Ừ. Nhà bác đông không? Con thấy bác chở có một bình xài đủ không bác? Kìa uống. Bác gì uống hả? Dạ. Dạ không có nước uống đại luôn. Ờ uống đại chứ sao vậy? Dạ. Mà còn bà con mình dưới là đặc biệt luôn, không có nước luôn. Ở dưới hổm là không có nước luôn. Dạ, giờ hiện nay là có nhà nước người ta cung cấp. Có khi ít lắm, có khi nó yếu nhỏ, không đủ nữa, lượng nước xe dưới không có. Dạ, là xe cung cấp nước của bên nhà nước người ta cho. Xã nó chở cho. Dạ. Hiện tại thì Quân đang có mặt ở xã Đức Tân của chú anh chị. Ở cái khu vực này thì nguyên một cái vườn ổi luôn. Ở dưới thì bị khô nè cô chú anh chị, không còn một miếng nước luôn. Và ổi ở đây thì Quân thấy hiện tại thì đã bị chết cây hết luôn rồi. Hầu như là nguyên một cái vườn ổi này hiện tại là giờ là chết sạch luôn, không còn sự sống luôn.
cô chú anh chị thấy là những cái trái ổi nè đang ra trái, đang chuẩn bị chín để thu hoạch luôn, nhưng mà cũng đều bị héo hết luôn rồi, hư luôn. Nguyên một vườn ổi luôn cô chú anh chị, quá trời luôn nè cô chú anh chị thấy không, nguyên một cái khu này luôn, phải nói là nguyên cánh đồng ổi luôn. Theo Quân nghĩ thì cái vườn ổi này chỉ mới bị héo và mất sức khoảng chừng một tháng nay thôi cô chú anh chị, 20 ngày một tháng nay thôi cô chú anh chị, nguyên một vườn luôn á. Kiểu như là ở đây nước bị ngập mặn của chú anh chị, rồi hạn hán kiểu như bị kéo dài quá, người dân ở đây người ta không có có nước để tưới, nắng rất là gắt luôn. Ở khu vực này như là Quân thấy đồng cỏ hiện tại thì đã bị khô hết rồi, dân người ta cũng đốt đồng của chú anh chị, người dân ở đây người ta đốt đồng á, nguyên khu vực này luôn, nguyên một vườn ổi luôn. Theo Quân nghĩ nguyên vườn ổi này nếu mà được trái của chú anh chị rất là rộng luôn ở khu vực này nè, nếu mà trái mà ra đủ sức á, thì một ngày có thể là thu hoạch ngoài 100 kg ổi của chú anh chị. Hiện tại thì ổi giờ nếu mà bán ra thị trường á, thì cũng khoảng được 8.000, thì một ngày kiếm cũng khoảng được 800.000 của chú anh chị, nhưng mà bị héo hết rồi, người dân người ta bỏ luôn, người ta không có chăm sóc luôn, quá trời. Ở cái khu vực này thì Quân đi ngang qua một cái vườn thanh long của chú anh chị, hiện tại thì cũng đã bị chết sạch luôn rồi nè. Và như là ở khu vực này những cái cây trồng là đều không có còn cái sự sống luôn của chú anh chị, tại vì cô chú anh chị thấy ở những cái dưới đất nè, nắng thì rất là đất luôn, khô đến nỗi mà đất thành như kiểu như cục đá luôn của chú anh chị, nhìn đất là cứng luôn á, đất có thể bị nứt. Quá trời khu luôn. Hiện tại ở Tân Trụ cũng chịu ảnh hưởng cũng rất là nặng luôn cô chú anh chị.